Vì dịch Covid-19 đang Trường buồn vì không biết lúc nào mới được gặp con, bà xã có động thái gì? Hiện tại đang Trường ở Việt Nam và không thể qua Mỹ thăm vợ con vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Dịch đang diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, trong đó có Đan Trường. Không chỉ bị hủy hết các show diễn mà Đan Trường còn phải xa vợ con và chưa biết khi nào có thể gặp mặt, bởi hiện tại nam ca sĩ ở Việt Nam còn vợ con sống tại Mỹ. Mới đây Đan Trường chia sẻ, nghìn trùng xa cách, tới hôm nay quê hương thứ hai của tôi ở nước Mỹ, số người nhiễm virus Covid-19 đã lên đến 188.000 người rồi, không biết chừng nào mới được gặp lại con tôi đây, buồn quá. Ngày 1 tháng 4 2020, Việt Nam thực hiện cách ly xã hội. Tại sao với số 200 mấy người nhiễm mà chúng ta phải chống virus Covid-19 quyết liệt như vậy? Vì Việt Nam mình còn nghèo lắm mọi người à, một ca bệnh thôi, phải cả chục người chăm sóc, một người nghi bị nhiễm thôi phải cách ly riêng chờ đến 2 tuần phát hiện ra được. Căn bệnh tốn kém chưa từng thấy, hiện tại có rất nhiều người đang cách ly mọi người à, không biết sắp tới sẽ như thế nào. Nếu chúng ta không thể làm gì hết thì hãy cùng chung tay với nhà nước làm một việc nhỏ thôi, đó là ngồi yên trong nhà. So với hàng ngàn người đang cách ly ở trại tập trung thì việc chúng ta cách ly tại nhà còn sung sướng hơn nhiều. Đan Trường biết ở bên ngoài còn rất nhiều người dân đói khổ, nhưng nếu chúng ta không chống dịch quyết liệt và dứt điểm như vậy thì biết chừng nào cuộc sống của chúng ta được trở lại như bình thường. Trẻ em được cấp sách đến trường, ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn, giải trí và rất nhiều ngành nghề khác hoạt động trở lại. Riêng ngành giải trí như mình đã nghỉ dưỡng từ Tết đến giờ rồi. Giờ mỗi ngày Đan Trường thức dậy, điều đầu tiên Đan Trường làm là xem hôm nay tình hình thế giới dịch như thế nào, có thuốc vaccine chưa. Và điều mình không mong muốn nhìn thấy là mỗi ngày Việt Nam chúng ta lại tăng thêm số người bị nhiễm. Vì vậy chúng ta hãy cùng chung tay chống dịch. Đối với các lãnh đạo, các y bác sĩ, y tá, điều dưỡng, các chiến sĩ, các tình nguyện viên và các nhân viên siêu thị cung cấp thực phẩm cho chúng ta, họ đang mạo hiểm ngày đêm phòng chống dịch Covid-19. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc đơn giản nhất, đó là ở nhà để cùng phòng chống dịch nhé. Đan Trường buồn vì không biết lúc nào mới được gặp vợ con, anh khuyên fan hãy ở nhà chung tay phòng dịch Covid-19. Trong khi Đan Trường ở Việt Nam thì thời gian gần đây bà xã của nam ca sĩ đang làm việc tại biệt thự bên Mỹ, dành thời gian chăm sóc con trai. Dù không có chồng bên cạnh nhưng Thủy Tiên cho biết bản thân đã có khoảng thời gian bình yên thư giãn bên con. Thủy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân, vì thời gian này được ở nhà làm việc, vì thế mới thấy mình cần sống chậm lại để dành thời gian cho gia đình, cho người thân. Dù đã dọn về nhà hơn 3 năm rồi nhưng chưa bao giờ Tiên có thời gian để vào bếp, xuống sân nhà, xem phim trong rạp ở nhà hoặc tập thể dục cùng Thiên Từ. Nhiều người sẽ cho rằng thời gian qua thật khó sống vì hạn chế đi lại, nhưng đối với Tiên lại là khoảng thời gian thư giãn và bình yên vô cùng. Hiện tại vợ Đan Trường đang làm việc ở nhà và dành thời gian bên con. Thủy Tiên cho biết đây là khoảng thời gian thư giãn và bình yên đối với cô.